Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Quài Apple TV đây. Thì hôm nay lại là ngày mùng 1 của tháng mới. Mình xin chúc tất cả mọi người trên kênh của mình một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Để kỷ niệm, gọi là cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và cùng mình phát triển kênh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thì hôm nay mình lại chơi mini game với tất cả mọi người nhé. Đấy, mình lại chơi mini game với tất cả mọi người với hình thức là mọi người đoán hai số đặc biệt cuối cùng của giải xổ số miền Bắc của ngày mai nhé. Đấy, của giải xổ số miền Bắc của ngày mai là ngày 20 rồi. Mình nhớ nhầm là ngày 20. Mọi người đoán đúng hai số thôi, chỉ cần đoán đúng hai số cuối đó, coi như cái giải đặc biệt đấy. Không giới hạn người trúng thưởng, mình không giới hạn người trúng thưởng trên kênh của mình nhá. Đấy, bất kỳ, nhưng mà mỗi một người chỉ được chọn một số thôi. Đấy, chỉ được comment một lần thôi. Comment một lần đầu tiên của trên kênh, có nghĩa là ý là comment con số đầu tiên ấy. Ví dụ mọi người lại comment 3 4 con số thì chỉ được tính con số đầu tiên thôi nhá. Đấy thì nếu mà anh em nào may mắn trúng thì nhắn tin cho mình qua Zalo, mình sẽ tặng anh em hai bộ sạc nhanh nhá. Tặng cho anh em hai bộ sạc nhanh 20W. Đấy, thì mình cố gắng mỗi một tuần sẽ làm một lần mini game với tất cả anh em, với một điều kiện là mọi người chỉ cần đăng ký kênh và comment số. Đấy, chỉ cần đăng ký kênh và comment số trên video của mình nhá. Đấy, thì để ngày mai mình sẽ vào mình xem trước 6:30, mình sẽ vào mình xem hết một lượt. Đấy, xem anh em nào trúng thì mọi người, nếu anh em nào trúng nhá, sau 6:30 nhá, mọi người chủ động nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc số điện thoại mình sẽ để ở phần màn hình. Cảm ơn tất cả anh em. Thì hôm nay mình có một số kèo lên cho tất cả mọi người. Thì vừa là mùng 1, vừa mình vừa chơi mini game đúng không? Mình lại lại bán luôn cho anh em những cái giá gọi là siêu siêu sốc trên 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 cái ngày mùng 1 này luôn. Đấy, thì đầu video hôm nay mình lên luôn cho anh em một con 8G đi. Đây, mình lên luôn cho anh em một con 8G nhé. Mà trước khi lên video này, mình xin nhắc lại là bên mình có hai hình thức mua hàng. Hình thức thứ nhất là mọi người cọc cho mình 100k với những đơn hàng dưới 3 triệu và 200k với những đơn hàng trên 3 triệu, hoặc mọi người chuyển khoản hết thì bên mình sẽ bao ship cho tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình vào luôn cho anh em một con iPhone 8 này, iPhone 8G nhé, hình thức đẹp như thế này anh em ạ. 8G màu trắng, 64GB, máy quốc tế, full chức năng, nói chung là máy zin. Nhưng mà vỏ thì đây, vỏ thì cho theo mọi người thì nói chung vỏ này thì vỏ là chắc chắn là vỏ zin rồi, miên zin màn zin, mình cam kết mọi người là miên zin màn zin. Pin thì con này mình sẽ báo luôn tình trạng cho mọi người nhé. Con này là mình đã thay pin, chính tay mình thay pin zin luôn. Bởi vì hôm vừa rồi mình có bán 8G thì anh em cũng thay pin nên mình tiện mình thay luôn con này. Vì pin của nó cũng còn có bảy mấy thôi, 72 thôi, mình thay pin luôn. Đây, iPhone 8G màu trắng nhá, máy quốc tế này, full chức năng, main zin màn zin này, pin mới thay 100% nhá. Đấy, pin mới luôn. Còn mọi thứ, mọi chi tiết về máy như là main màn, pin vỏ, à main màn vỏ zin hết anh em nhé. Để cho anh em con này với giá là 2.500.000 đồng, iPhone 8G màu trắng, pin 100, mình đã thay pin mới 100% cho anh em nhé. Đấy, đã thay pin zin luôn. Đấy, 2.500.000 đồng cho tất cả mọi người, iPhone 8G này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G. iPhone 7G 32GB, pin 86%, vỏ ok anh em nhé, vỏ cũng được. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Còn anh em nào mà cứ cần tìm hiểu kỹ về con máy nào thì cứ nhắn tin cho mình qua Zalo nhé, mình sẽ gửi chi tiết ảnh cộng với máy cho tất cả mọi người để trước khi mọi người nhận hàng mọi người có thể kiểm tra được máy. Đây, máy mới này, GA này, 32GB, iPhone 7 màu trắng này, màn đẹp anh em nó, không xước, màn zin đẹp này, không phản quang này, không án mố này. Con này pin 86%, 7G 32GB, để cho anh em với giá là 2 triệu tặng cho anh em ôm cường lực luôn, 2 triệu đồng anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro, máy màu trắng, zin full chức năng. Đấy, main zin, màn zin, pin zin. Con này zin áp luôn anh em nhé. 11 Pro màu trắng. Hôm nay để cho anh em giá là 7 triệu bao nhiêu đấy anh em? Pin thì dưới 80 rồi, máy mới GA này, 11 Pro này, 64GB, màu trắng, để cho anh em với giá là 7 triệu 8 anh em nhé. 7.800.000 đồng, anh em đã có iPhone 11 Pro, máy quốc tế, full chức năng, full zin, zin áp. Con này thì như là iPhone 11 Pro Max luôn. Nó chỉ là cái phiên bản thu nhỏ thôi anh em ạ. Nó chỉ là phiên bản thu nhỏ thôi, còn mọi chức năng và con chip nó ngang nhau hết anh em nhé, bằng nhau hết, mượt mà như nhau. Mà 11 Pro này cầm cực kỳ là vừa tay luôn. Anh em đi xe có thể cầm một tay được,
còn 11 Pro Max thì nó hơi to, đấy, hơi to một chút. Anh em nào thích nhỏ gọn này mà hiệu năng vẫn ok thì lấy cho mình con 11 Pro này nhá. 11 Pro màu trắng này, 64GB này, zin full chức năng này, 7.800.000 đồng cho tất cả anh em. Còn đây một chiếc 12 này hơi bị lâu rồi anh em ạ, từ cái lít trước của mình đấy, từ lít trước của mình luôn. iPhone 12 máy quốc tế full chức năng, pin 86%, Face ID đầy đủ anh nhá, men zin màn zin pin cũng zin, con này pin zin 86 đủ lên. Con này iPhone 12 bản 64GB thôi, con này hôm nay bán cho anh em với giá gọi là xong luôn anh em. iPhone 12 màu xanh, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, con này để cho anh em giá là 8 triệu đồng anh em nhé. Vỏ ok đấy, con này vỏ viền thì ok, vỏ viền ok nhá. Đấy, mỗi đây bị lấm tấm một tí này thôi, không vấn đề gì, không vấn đề gì. iPhone 12 cầm cực kỳ là gọi là vừa tay luôn, tại vì một cảm tưởng rất gì chân thật luôn, tại vì nó là viền vuông anh em ạ, nó là viền vuông đấy, viền vuông, nó không như viền 11 của 11 thì nó là viền tròn anh em nhé. Con này viền vuông cầm cực kỳ là gọi là cảm cho mình, tạo cho mình một cái cảm giác gọi là rất chi chắc tay luôn. Con này để cho anh em giá là 8 triệu đồng kèm phụ kiện cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G 128GB. Đây, trên tay mình đang làm một con iPhone 7G 128GB, pin 85%. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ này. Con này thì màu đen anh em nhé. Đấy, con này màu đen. Ôi sao, hôm nay mình quay hơi mở đúng không? Máy quốc tế full chức năng. Con này pin thì pin 85% anh em nhé, bản 128GB. Con này để cho anh em giá là 2 triệu bao nhiêu đồng anh em? 128GB 7G pin 85, 2.200.000 đồng, à, phải không? 2.200.000 đồng anh em nhé, pin 85%, 2.200.000 đồng kèm phụ kiện cho tất cả mọi người. iPhone 7G bản 128GB, còn 7G 32GB thì là 2 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6s, 6s quốc tế pin 83-82%, 16GB full chức năng, full vân tay anh em nhé, vân tay vân chân đầy đủ. Hôm nay con này mình bán cho anh em với giá gọi là bằng với lại giá 6G luôn, 1.200.000 đồng, vẫn tặng kèm ốp và cường lực cho mọi người nhé. iPhone 6s này, máy mới GA16GB này, con này màn đẹp nhé, không phản quang gì nhé, không vàng bố. Con này để cho anh em giá là 1.200.000 đồng. iPhone 6s 16GB máy quốc tế full chức năng, pin 82%. Đấy, thì bỏ qua 6S này. Tiếp theo là mình lên cho anh em lại là một con iPhone 6S nữa. 6S máy quốc tế full chức năng, 32GB pin 88%. Vân tay của con này hết pin, tạm thời đang hết pin. Con này máy đẹp keng anh em nhé, máy đẹp keng không một vết xước nào luôn. Bản 32GB iPhone 6S pin 88, pin zin thằng máy luôn. Để cho anh em giá là 1.700.000 đồng kèm cho anh em ốp và cường lực. Đấy, vẫn tặng anh em ốp và cường lực, 1.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus 256GB pin 85%. Hình đây anh em này, mình sẽ quay rõ cho anh em nhé. Nó bị nứt một chút ở lưng, nứt một chút ở lưng. Viền thì nói chung là máy zin, viền phẩy. Máy zin như vỏ phẩy nhá. Đấy anh em nhé. Bên zin màn zin pin zin full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ này. Cam cũng căng đét. Đấy, con này 256GB chứ không phải 64 anh em nhé. Con này 256GB, mình để cho anh em giá là bằng giá của 64GB thôi, 3.900.000 đồng kèm phụ kiện sạc ốp cường lực cho anh em luôn. Anh em nào không lấy phụ kiện mình lại trừ tiền phụ kiện đi cho anh em. Phụ kiện là mình tặng như mọi người mà đã có rồi, mà mọi người không lấy thì mình sẽ trừ tiền phụ kiện đi cho anh em. Anh em ok chưa? 3.900.000 đồng iPhone 8 Plus 256GB anh em nhé, 256 nhé. Bỏ qua iPhone 8 này, Plus này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G, 8G 64GB full chức năng, pin 8x, vân tay vân chân đầy đủ này. Con này bị nứt lưng nhé, còn lại viền là ok, còn lại viền là ok. Con này hôm nay mình để cho anh em với giá là 2.050.000, rẻ hơn, rẻ như là con 7G luôn, mỗi nứt lưng thôi. Mỗi nứt lưng thôi, còn mọi là chức năng là ok hết, zin hết anh em nhé. Cứ phát hiện sửa chữa tặng máy luôn anh em. iPhone 8 máy mới GA này, 64GB này, 2.050.000, máy quốc tế full chức năng em nhé, full chức năng full zin này, 2.050.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256GB. XS này hôm trước anh em nào hỏi mà chưa chốt nhé. Hôm nay nhá, mình bán cho anh em với giá lại một giá mới luôn. Bán cho anh em với giá mùng 1 cho anh em luôn.
lại một giá siêu rẻ. iPhone XS 256GB, máy mới GA, full chức năng, full zin, hình thức thì đẹp keng em nhé, không một vết xước. Con này hôm nay để luôn cho em giá 5 triệu 2. 5 triệu 2, iPhone XS 256GB, màu gold, full chức năng, full zin. 5 triệu 2 anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X thường quốc tế 64GB, pin 100%. Con này mất fake, còn fake ID anh nhé, mất chu tôn, mỗi mất chu tôn thôi, không hiểu tại sao luôn. Con này về mình không kiểm tra kỹ này, đến lúc mình bán cho khách mình kiểm tra mới thấy là mất chu tôn này. iPhone X máy mới GA 64GB, pin 100%. Pin thì con này là pin đã thay mới anh em nhé, đã thay pin mới, pin zin, đã thay pin pin zin. Nhưng mà đã thay pin loại loại là loại pin zin anh em ạ. Nó có nhiều loại pin lắm, pin zin này, pin EU này, pin VTEC, pin Pixel, nói chung nhiều lắm. Nói chung tùy vào túi tiền mọi người. Anh em nào mà muốn thay pin chất lượng thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn rồi. Thực sự anh em thế. Đấy. Con này thì để cho em với giá là 3.8 triệu, iPhone X pin 100, full chức năng, full Face ID, 3.800.000, vỏ ok anh em nhé. X thường 3.8 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11. Quên iPhone 8. iPhone 11 bản 128GB, pin 87%, máy quốc tế, full chức năng, full zin, main zin, màn zin, pin zin, áp căng đét anh em nhé. Con này thì đây, bản con này thì hôm trước là có khách lấy rồi, nhưng mà sau đến hôm lấy thì gọi khách không nghe này. Không biết anh ấy tại sao lại không nghe này. Con này bản 128GB anh nhé, máy mới GA, zin áp, bản 128GB, máy quốc tế, full chức năng, full zin. Vỏ thì gần như là keng. Đây, vỏ thì gần như là keng, không có một vết xước nào luôn. Đấy, con này thì mình để cho anh em giá là 7.200.000 đồng, kèm phụ kiện sạc ốp quyền lực cho tất cả anh em nhé. 7.200.000 bán 128, zin full chức năng, zin app. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường, máy quốc tế màu trắng, full chức năng, main zin, màn zin, pin zin, cũng còn app luôn. Con này pin zin 82% anh em nhé, pin còn 82%. Con này thì cho anh em với giá là 6.700.000 đồng, kèm phụ kiện cho anh em sạc ốp quyền lực. iPhone 11 máy quốc tế full chức năng 64GB, zin app 6.700.000 đồng. Đấy anh em ok chưa, máy đẹp tầm 99 chạm keng đấy. Anh em nào mà cứ quan tâm con nào mình sẽ gửi ảnh lại chi tiết cho anh em con đấy. Anh em nhận hàng đúng máy đúng tình trạng thì mọi người nhận nhá, không đúng mọi người bắt về cho mình. 6.700.000 đấy, 6.700.000 cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro, hàng keng chất anh em nhá. Đấy, zin đét, vỏ đẹp tầm 99 chạm kem. Đây vỏ đây anh em, mình sẽ quay chi tiết vỏ cho anh em nhé. Con này cũng theo anh em thì cũng không còn gì để chê đúng không, không còn gì để chê rồi. Đấy, vỏ đây ok, còn máy zin đét này, pin thì 78%, bản 64GB, màn zin đẹp không xước sát gì anh nhé, máy cũng không xước sát gì luôn. Con này để màu đen thì để cho anh em giá là 7.700.000, màu trắng để cho anh em giá 7.800.000. Anh em thấy con nào thì nhắn tin cho mình. Đấy, 71 Pro thì quá là ok rồi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR, đấy, pin 85%, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, pin zin, nhưng mà nó bị nứt một tí lưng này anh em ơi. Mình đang bán 4.8 triệu video trước, những video trước này đấy, đọc nứt lưng rồi nhá. Thực sự là mình không muốn làm luôn, tại vì nó quá bé, quá nhỏ luôn, không ảnh hưởng gì đến máy, mình đảm bảo mọi người thấy luôn. Còn máy zin đét mà tự nhiên bây giờ mình lại tháo máy ra để làm lưng thì nó mất zin ra, con này còn áp luôn anh em nhé. Đấy, mình rất chi tiếc luôn nên mình không tháo ra làm, mình không làm gì, bán rẻ cho anh em luôn. Thực sự nha, cái lưng mình làm không bao giờ đến 200-300 nghìn. Nếu mà mình mua tự làm, mình bỏ công ra làm không bao giờ đến tầm 200-300 nghìn. Nhưng mình bán luôn cho anh em với con này với giá là 4.600.000 đồng, kèm phụ kiện sạc ốp cường lực cho tất cả anh em nhé. Đấy, rẻ hơn được 200 nghìn mà mình vẫn tặng cho anh em phụ kiện luôn, tặng cho anh em full phụ kiện sạc ốp cường lực luôn. Đấy, mà zin áp anh em là về lắp cái lưng lắp cái ốp vào, mình tặng cái ốp mà anh em lắp ốp vào sử dụng bình thường luôn thì thực sự anh em cái nứt này nhìn nó cực kỳ mờ luôn, mà nó không ảnh hưởng đến máy, ví dụ nó ảnh hưởng đến máy cơ, trên màn nữa thì mình còn thay hay là mình còn làm cho mọi người, chứ nó nứt một tí lưng thì mọi người cũng không nên làm, thật thực sự theo mình là không nên làm. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6s 64GB, pin 83%, máy quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ em nhé. Bản 64GB này, iPhone 6s 64GB, máy mới GA, bề màn thì bị một chấm phản quang này, một chấm phản quang bằng cái đầu tăm anh em nhé. Còn mọi chức năng ok hết, full chức năng, full zin. Con này để cho anh em giá là 1.450.000. Anh em ok chưa? 1.450.000, anh em đã có iPhone 6s 64GB, pin 8x, full chức năng dùng rồi, 1.450. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G 256GB,
Con này mình sẽ hỗ trợ thay pin mới 100% cho anh em luôn, tại vì pin nó còn có 75 thôi. Hỗ trợ thay pin mới 100%, 256GB iPhone 8G màu đen, máy quốc tế full chức năng. Hình thức thì nói chung là máy zin như vỏ phới một chút trên đầu nhá, còn lại là ok hết. Con này mình để vân tay vân chân đầy đủ này. Con này để cho anh em giá là 2.500.000 đồng, kèm phụ kiện, kèm thay pin cộng phụ kiện nhá. Anh em nào không thay pin không phụ kiện mình sẽ trừ tiền đi cho anh em 2.500.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS đây. XS máy quốc tế full chức năng, hôm trước là có anh em lấy rồi nhưng mà về lại không lấy nữa. Đấy, con này mình báo luôn tình trạng cho anh em nhé. iPhone XS 64GB, XS64GB pin 80% nhé, men zin màn zin pin zin. Nhưng mà màn zin anh em nhìn này, nó có một cái sọc nhé, một sọc mờ sát cái mép viền này luôn. Đấy, sọc mờ sát mép viền, còn lại là ok hết. Đấy, Face ID đầy đủ này, cảm ứng bao mượt luôn. Con này XS64GB để cho anh em giá cũng 3.800.000 thôi. Duy nhất hôm nay còn một con này để cho anh em với giá là 3.800.000 nhé. Video trước là mình để cho anh em với giá là 3.900.000, anh em mua rồi nhưng về lại không lấy này, không hình như không gọi được hay gì đó này. Mình không nhớ, nói chung là hoàn về thì con này mình để cho anh em với giá là 3.800.000 đồng. Anh em đã có iPhone XS anh em nhé, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, 3.800.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X màu trắng, pin 77%, máy quốc tế full chức năng, full zin, hình thức đẹp keng không một vết xước em nhé. Hình thức đẹp keng không một vết xước luôn. Con này để cho em với giá là 4.400.000 thôi. 4.400.000 đồng. iPhone X sẽ hỗ trợ riêng hôm nay, ngày 1, mình sẽ hỗ trợ thay pin mới cho anh em luôn. Hỗ trợ thay pin mới 100%, pin mới hiện 100% luôn cho anh em. Máy quốc tế full chức năng, đấy, pin zin của nó dưới 80 rồi. Đây, iPhone X này, máy Nhật này, 64GB này, hình thức ok này, hình thức đẹp keng không một vết xước này nhá. Hỗ trợ thay pin mới 100% cho anh em luôn. Để cho em với giá là 4.400.000 đồng, iPhone X 64GB máy màu trắng đẹp chạm keng. Tiếp theo là mình lên cho anh em con cuối cùng này, một con iPhone SE 2020. Con này mình thực sự anh em là quá đen luôn. Con này hôm trước mình quay video nhá. Mọi người xem video của mình hôm trước thì có nhớ là mình có làm rơi một con đúng không? Đây anh em ạ, rơi phát nó chóc thủy luôn. Rơi phát chóc thủy luôn. iPhone SE 64GB, máy quốc tế full chức năng, máy mới ra này, pin 8x anh em nhé. Pin con này còn 8x, pin 83 thì phải. Pin 83%. Đấy, con này thì hình thức ok, vỏ ok. Hôm con này hôm nay để rẻ luôn cho anh em giá 2.900.000. Thực sự anh em độc rơi cái mất mấy trăm nghìn luôn. Nó bị chóc thủy chứ không phải vỡ nhá, chóc thủy bên trong thôi. Đây mọi người nhìn thẳng còn không thấy gì cơ. Mình sẽ dán cường lực hết cho mọi người mà. Với lại mình nhìn mọi người nhìn cũng không thể thấy, gần như không thấy, nó bị chóc thủy bên trong không vấn đề gì. SE này thì nhỏ gọn này, hiệu năng khỏe như iPhone 11. Anh em dùng làm súng phụ thì không còn gì để chê rồi anh em ạ. Siêu mượt mà luôn anh em nhé. Con này để luôn cho anh em với giá là 2.900.000 đồng, bằng giá máy xấu vỏ xấu luôn cho anh em. 2.900.000 đồng, anh em đã có iPhone SE 2020, máy quốc tế full chức năng, pin 8x dùng rồi. Thì ok, hôm nay thì mình có một số kèo đây lên cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình. À đây, còn con Oppo này nhá. Hôm nay bán cho anh em với giá là 490.000 anh em nhá. 490.000. Đấy, sử dụng bình thường luôn. Về cứ lắp SIM vào là nghe gọi bình thường. Còn mỗi một con này là con gì? Oppo A37 à? Phải không nhỉ? Mình thử xem nào. Tại vì mình cũng không đây. Đây này. Mình còn không biết sử dụng này, đây phải vuốt thế này lên anh em ạ. Đấy, gần như là nói chung máy ok. Về anh em lắp SIM nghe gọi là bình thường anh em nhé, cứ lắp SIM vào là dùng thôi, máy không lỗi lầm gì. Bán cho anh em giá là 490k Oppo A37. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình. Chúc mọi người xem video của mình một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại về mọi người về video ngày hôm sau. Cảm ơn tất cả anh em.